Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết chiều tối nay và ngày mai 13 tháng 12. Sau đây là những tin tức thời tiết chính sẽ có trong chương trình. Miền Bắc đón đợt rét hại đầu tiên của mùa đông, khả năng có băng tuyết. Ô nhiễm không khí đến mức báo động ở các tỉnh Bắc Bộ. Dự báo đợt không khí lạnh thấu xương từ phía Bắc bán cầu. Mở đầu chương trình là những tin tức cập nhật mới nhất về tình hình thời tiết tại miền Bắc. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 16 tháng 12, khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ có thể đón đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng đầu tiên trong mùa đông năm 2023-2024. Từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 12, vùng núi cao phía Bắc có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người dân. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 16 tháng 12 có một đợt gió mùa đông bắc mạnh ảnh hưởng đến nước ta. Cơ quan khí tượng Việt Nam nhận định đợt không khí lạnh mạnh này sẽ khiến miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có thể xảy ra rét đậm, rét hại diện rộng đầu tiên của mùa đông 2023-2024 với nhiệt độ thấp nhất vùng núi phía Bắc dưới 10 độ, vùng núi cao dưới 3 độ. Cùng với rét đậm, rét hại, theo ông Hưởng, không khí lạnh này cũng gây ra một đợt mưa diện rộng ở các tỉnh miền Trung từ ngày 17 tháng 12, cục bộ có mưa to. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 16 tháng 12, vịnh Bắc Bộ sẽ có gió đông bắc cấp 6 đến cấp 7, khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6 đến cấp 7, sóng cao từ 3 đến 5 mét, khu vực phía Bắc có thể cao hơn 5 mét. Theo ông Hưởng, đợt không khí lạnh này sẽ gây ra biển động mạnh diện rộng trên hầu khắp khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển Trung Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Dự báo ngay sau đợt không khí lạnh này, khoảng từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 12, thêm một đợt không khí lạnh tăng cường mạnh tràn xuống nước ta, trời tiếp tục rét đậm, rét hại kéo dài. Riêng vùng núi cao có khả năng xảy ra sương muối và băng giá. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo trong nửa cuối tháng 12, không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất và cường độ với nhiều đợt không khí lạnh mạnh, nền nhiệt trung bình nửa tháng 12 có thể thấp hơn nhiều trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Theo các chuyên gia, rét đậm đến sớm, nền nhiệt xuống rất thấp ngay giữa tháng 12 là điều khá hiếm gặp trong bối cảnh thời tiết nước ta đang chịu tác động của El Nino với đặc trưng là mùa đông đến muộn và ấm. Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong nửa cuối tháng 12 đến đầu tháng 1, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có thể tiếp tục đón các đợt mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong chiều tối nay và ngày mai 13 tháng 12. Tại Bắc Bộ về đêm, vài nơi có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, nhiệt độ giảm dần. Trung Bộ, chiều tối có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Còn tại Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trung du và đồng bằng có đêm mưa vài nơi, ngày có mưa rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Khu vực Tây Nguyên, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 đến cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Khu vực Nam Bộ, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Quần đảo Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 4 đến cấp 5, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét.
Thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết cho 5 thành phố chính trong đêm nay và ngày mai. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rải rác, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ C. Thành phố Vinh hôm nay trời nhiều mây, về đêm không mưa, sang ngày mai ban ngày trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ C. Thành phố Huế trời nhiều mây, vài nơi về đêm có mưa, sang ngày mai trời nắng ráo, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C. Thành phố Đà Nẵng về chiều tối duy trì hình thái nhiều mây âm u, sang ngày mai ban ngày trời nắng có mây, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối nay có mây vài nơi, không mưa, sang ngày mai trời tạnh ráo mát mẻ, nhiệt độ từ 31 đến 33 độ C. Thưa quý vị, những ngày gần đây tình trạng ô nhiễm không khí diễn ra nghiêm trọng ở các tỉnh Bắc Bộ nói chung và Hà Nội nói riêng. Các chuyên gia y tế cho rằng ô nhiễm không khí là nguyên nhân gây ra một số bệnh về đường hô hấp, tim mạch. Người tiếp xúc với ô nhiễm không khí trong thời gian dài có thể mắc ung thư, đột quỵ. Theo số liệu quan trắc ô nhiễm không khí của PME, kênh thông tin tham khảo về diễn biến chất lượng không khí tại nhiều địa điểm khác nhau tại Việt Nam, lúc 11 giờ ngày 10 tháng 12 2023, chỉ số AQI, chỉ số chất lượng không khí ở nhiều khu vực tại thành phố Hà Nội đang dao động ở mức trên 150 đơn vị, là mức độ gây hại cho sức khỏe, nằm trong số những thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Lý giải các nguyên nhân khiến không khí ngày càng ô nhiễm, ông Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam cho hay, nguyên nhân là từ chính các hoạt động của con người. Bên cạnh đó có một phần tác động của thời tiết. Theo ông Tùng, hiện nay, ở trong và ngoài thành phố cũng như các tỉnh lân cận, có nhiều cơ sở tái chế, không có hệ thống xử lý khí thải theo quy định bảo vệ môi trường. Cùng với đó, các phương tiện cá nhân như ô tô, xe máy dùng xăng, dầu cũng là nguyên nhân gây ra ô nhiễm không khí. Đặc biệt, tại Hà Nội hiện có khoảng gần 7 triệu xe máy lưu thông, trong đó nhiều xe máy đã cũ, không được bảo trì thường xuyên, khói đen thải ra môi trường, đó là nguồn phát thải bụi mịn PM2.5. Ngoài ra, tình trạng ô nhiễm từ các công trình xây dựng, tình trạng đốt rác cũng xảy ra rất nhiều. Theo tiến sĩ Lỗ Văn Tùng, trưởng khoa sức khỏe cộng đồng và môi trường, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, ô nhiễm không khí có thể gây ra các bệnh về đường hô hấp và tim mạch, ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe, đặc biệt là đối với các đối tượng nhạy cảm như người cao tuổi, người có bệnh lý mãn tính, trẻ em và phụ nữ mang thai. Ông cũng chia sẻ, thời điểm này người dân cần hạn chế đi ra đường. Nếu phải ra đường thì nên sử dụng khẩu trang loại chống được bụi mịn PM2.5. Sau khi tham gia giao thông về nhà, phải rửa mắt, rửa mũi sạch sẽ. Với những trường hợp có dấu hiệu mắc bệnh lý về đường hô hấp, cần đến ngay cơ sở y tế để thăm khám và điều trị. Thưa quý vị, theo tờ Washington Post, tháng 12 năm nay là tháng 12 lạnh nhất trong nhiều thập kỷ ở một số khu vực và có thể còn kéo dài thêm một tuần nữa. Đợt không khí lạnh kỷ lục từ phía Bắc khiến nhiều nơi đang phải chịu cái lạnh thấu xương dưới âm 50 độ C như ở Siberia, Nga. Là hộp băng của Bắc Bán Cầu, Siberia của Nga nổi tiếng với thời tiết lạnh giá, nhưng cái lạnh trong tháng 12 này nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ ở một số khu vực cực kỳ khắc nghiệt, thậm chí theo tiêu chuẩn lạnh thấu xương. Nhiệt độ khoảng âm 50 độ C và thậm chí thấp hơn đã lan rộng khắp vùng Đông Bắc Siberia trong những ngày gần đây và sẽ còn kéo dài. Cho đến nay có lúc nhiệt độ đã giảm xuống mức âm 58,7 độ C. Phần lớn nước Nga được dự đoán sẽ phải chịu nhiệt độ dưới mức trung bình nhiều trong tuần tới. Thời tiết lạnh nhất so với bình thường sẽ có xu hướng di chuyển về phía miền Trung và miền Tây đất nước với nhiệt độ hàng ngày thấp hơn trung bình hàng chục độ. Cái lạnh khắc nghiệt ở Siberia là một sự khác biệt lớn so với thời tiết ấm áp bất thường đang phổ biến ở phần lớn phần còn lại của hành tinh. Cơ quan khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu EU cho biết, tháng trước là tháng 11 ấm nhất từng được ghi nhận, với biên độ rộng và là tháng thứ 6 liên tiếp lập mức cao kỷ lục về nhiệt độ. Năm nay là năm ấm nhất từng được ghi nhận của hành tinh. Các nhà khoa học khí hậu vẫn dự đoán những đợt cực lạnh trong một thế giới đang nóng lên, nhưng chúng được dự đoán sẽ trở nên ít thường xuyên và dữ dội hơn, đồng thời bao phủ các khu vực nhỏ hơn theo thời gian. Cái lạnh cực độ ở Siberia đã thay thế thời tiết ấm áp bất thường bao phủ một vùng rộng lớn ở châu Á trước đây. Đợt không khí lạnh đầu tiên đến phía đông Siberia thuộc Cộng hòa Sakha bắt đầu vào tháng này. Orezo Iema ở trung tâm Sakha và cách Moscow khoảng 4.800 km về phía đông rơi xuống âm 58 độ C vào ngày 4 tháng 12 và âm 58,7 độ C vào ngày 5 tháng 12. Cả hai mức này là mức thấp nhất của tháng 12 trong 40 năm qua, theo nhà sử học thời tiết Thierry Goz. Nhiệt độ thấp ở khu vực hẻo lánh đã ở mức gần hoặc dưới âm 55 độ C kể từ đầu tháng 12. Vào ngày 4 và 5 tháng 12, nhiệt độ tối đa lần lượt là âm 55,6 độ C và âm 51,4 độ C. Trong những buổi sáng gần đây, nhiệt độ đã giảm xuống âm 50 độ C hoặc thấp hơn kéo dài 2.000 km ở Siberia, về phía Bắc và Tây Bắc của biển Okhotsk nằm ở phía đông nước Nga và phía Bắc Nhật Bản. Một số điểm đặc biệt lạnh khác bao gồm Aga Iakhan ở Cộng hòa Sakha, nơi nhiệt độ giảm xuống âm 57 độ C, và Susuman âm 54,9 độ C.
Hiện nay, cái lạnh trải dài từ Scandinavia đến gần như toàn bộ nước Nga, kéo dài khoảng 8.800 km từ Tây sang Đông. Tuần này, đợt rét đậm nhất sẽ di chuyển về phía Nam và phía Đông, tràn vào Kazakhstan và Mông Cổ, trong khi vẫn tập trung ở Nga. Cái lạnh ở Nga có liên quan đến kiểu khí hậu được gọi là dao động cực Arctic Oscillation AO. Khi AO có chỉ số âm, không khí lạnh nhất ở Bắc Bán Cầu thường bị dịch chuyển phía Nam của vùng cực. Quý vị thân mến, như vậy nhìn chung Bắc Bộ đang đón đợt không khí lạnh mới, nền nhiệt có sự thay đổi. Tại một số nơi còn duy trì trạng thái mưa rét, vì vậy quý vị nên chuẩn bị sẵn trang phục giữ ấm cơ thể trước khi có kế hoạch ra khỏi nhà để đảm bảo sức khỏe. Bên cạnh đó, tình trạng ô nhiễm không khí tại một số tỉnh thành miền Bắc đang ở mức báo động, gây ra một số bệnh về đường hô hấp, tim mạch, ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe. Hy vọng quý vị có những biện pháp ngăn ngừa hiệu quả. Đến đây, thời lượng của chương trình đã kết thúc. Những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai, ngày 13 tháng 12. Quý vị và các bạn chú ý đón xem. Xin kính chào và hẹn gặp lại!